Ấy, hôm nay cuối năm mà các bạn nhìn biểu tượng đấy, cuối năm ông đi ăn đi hoàn xong về vào Vachinko đầu tư tầm 5 siêu phần man xem thế nào. Đấy, cuối năm thì công cái quán Vachinko thường nó hay thả trả thưởng nhiều, anh em cố gắng cuối năm vớt phát tí nào hay thì đấy. Nó có cái biểu tượng bay hay nó hay sẽ trả điểm thưởng nhiều. Rồi, hôm nay mình sẽ vào đây thực chiến. Yeah.
cơ 5 sen nữa thì mới được đi 1 sen nhưng mà đã lổ bích rồi. Máy là tần số đẹp, đâm ra là cố gắng đánh nốt vài phân nữa lổ được về. Tết thì chơi vui rồi, trốn vào mát đi được. Lâu lắm gặp anh em đấy, chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Xem vào nhá. Đầu tư dòng xe nhá. Tần số rất đẹp nhưng mà bây giờ muộn rồi, về thôi. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Đấy, ăn được cái này.
đấy. Hai tần số này, tần số của nó này. Tối à. 1/125 này máy nó có ăn rồi nhưng mà bây giờ muộn rồi. Máy nó ngồi lái được đúng xe. Quay quay về. Chỗ đổi tiền này. Bánh một hồi lại được đúng xe. Đấy, các bạn thử gì, xem nhé.